Nam Bộ thì đang trong đợt chiều cường cao đầu tháng 2 âm lịch và dự báo là hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh thì chiều cường sẽ đạt mức cao nhất của đợt. Mực nước cao nhất tại hai trạm Phú An và Nhà Bè trong sáng nay khả năng vượt mức báo động 3 hơn chục cm và cao hơn mức chiều lịch sử vào năm 2018. Và cảnh báo ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn và kênh Đồng Điền với mức ngập từ 20 đến 30cm, có nơi có thể sâu tới nửa mét. Còn chiều cường vào chiều tối nay sẽ trên mức báo động 2, cũng có thể gây ngập, thế nhưng mà không sâu và rộng như là buổi sáng. Vâng, và với những cái dự báo như vậy thì người dân sinh sống ở những khu vực trũng thấp ở ven sông Sài Gòn hay là kênh Đồng Điền thì cần phải chủ động kê cao đồ đạc trong nhà cũng như là có những cái biện pháp như là đắp bờ bao để ngăn nước tràn vào trong nhà. Vâng, còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì hiện dù chưa đến mùa mưa thế nhưng mà nhiều tỉnh thành ở đây đã lên kế hoạch ứng phó với sốt xuất huyết. Ghi nhận thực tế thời điểm này tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ thì vẫn có nhiều ca mắc sốt xuất huyết đến điều trị. Phóng viên Vũ Em thông tin chi tiết tới quý vị. Tại khoa sốt xuất huyết của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ thì như quý vị có thể thấy thì vẫn đầy ắp số ca đến đây nhập viện điều trị. Hiện tại thì khoa đang điều trị cho 40 trường hợp, trong đó thì có những trường hợp bệnh nặng và thậm chí là trẻ nhỏ tháng tuổi. Nhiều người dân bất ngờ khi có trẻ mắc sốt xuất huyết mùa này. Dù không xảy ra tình trạng quá tải nhưng một số tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long báo cáo cho thấy số ca đã tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy mà nhiều tỉnh thành đã chủ động lên kế hoạch phòng ngừa từ sớm. Tại Long An, ngành chức năng yêu cầu khẩn trương tổ chức kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng, điều trị bệnh sốt xuất huyết. Tại Hậu Giang, ngành y tế cũng đã tăng cường các biện pháp khuyến cáo và cho biết sẽ tăng cường kiểm soát các ổ dịch nhỏ. Còn tại thành phố Cần Thơ, ngành y tế đã triển khai hàng loạt hoạt động diệt lăng quăng, tuyên truyền đến người dân. Sốt xuất huyết là bệnh lưu hành quanh năm. Chính vì vậy mà ngoài sự vào cuộc của ngành y tế, thì các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa bệnh như là diệt lăng quăng hoặc là ngủ mùng. Ngoài ra thì cũng cần phát hiện những dấu hiệu của bệnh để sớm đến bệnh viện tránh trở nặng. Vâng, còn tranh thủ thời tiết thuận lợi thì bà con nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang tích cực ra đồng chăm sóc lúa, nỗ lực phục hồi những diện tích lúa mới gieo cấy vụ đông xuân bị hư hại do ảnh hưởng của không khí lạnh và các đợt mưa rét kéo dài. Vụ đông xuân toàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì có kế hoạch gieo cấy hơn 28.000 hecta. Hiện nay mặc dù thời tiết đã thuận lợi hơn, thế nhưng mà cũng là thời điểm mà các loại sâu bệnh phát triển. Vì vậy bà con nông dân đang tranh thủ ra đồng phòng chống các sinh vật gây hại như là chuột hay là ốc bươu vàng. Ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thì cũng đã bố trí cán bộ kỹ thuật tăng cường hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp chăm sóc, bón phân và phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại. Tin quốc tế, tổng thiệt hại vật chất do bão Gabrielle gây ra ở New Zealand có thể vượt qua con số 8 tỷ đô la Mỹ. Cơn bão này thì đã khiến cho ít nhất 11 người bị thiệt mạng và gần 2.200 người vẫn còn mất tích. Thông báo của chính phủ New Zealand ngày hôm qua. Vâng, bão Gabrielle thì đổ bộ New Zealand vào ngày 12 tháng 2 vừa qua, di chuyển theo bờ biển phía đông tới đảo Bắc là nơi sinh sống của 75% dân số nước này. Và bão thì kéo theo mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng, khiến nhiều thị trấn bị cô lập. Trong bối cảnh mà công tác cứu hộ cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do hệ thống thông tin liên lạc chưa khôi phục, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins chiều qua đã công bố gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 187 triệu đô la Mỹ để sửa chữa đường xá cũng như là hỗ trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thiết yếu. Thủ tướng Chris Hipkins cũng gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 7 ngày. Còn theo dự báo của các nhà nghiên cứu Australia thì hiện tượng El Nino mạnh hơn trong tương lai có thể khiến các thềm băng và tảng băng ở Nam Cực rơi vào tình trạng tan chảy không thể đảo ngược. Cụ thể là El Nino mạnh hơn có thể làm tăng tốc độ ấm lên của vùng nước sâu ở Nam Cực, khiến cho thềm băng và các tảng băng tan nhanh hơn. Trong khi đó, sự nóng lên xung quanh các tảng băng trôi trên biển bị chậm lại trong quá trình này thì lại làm chậm quá trình tan chảy của băng biển gần bề mặt.